Con này nhá các bác, đời 2014 mà giá tiền thì chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Các bác nhìn xem thiết kế form dáng rất đẹp mắt. Và con xe này của em là một chiếc xe chuẩn gia đình, không chạy qua dịch vụ hay taxi gì các bác nhá. Các bác nhìn xem, la răng đúc của xe đẹp chưa? Đấy, rất nhiều lam và có phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS có 4 bánh các bác nhá. Đấy, nội ngoại thất của xe vẫn còn rất là mới luôn. Các bác nhìn xem, các bác cùng cảm nhận. Đây, đây là nội thất bên trong của xe mà em đang muốn quay review tới toàn thể các bác xem. Đấy, nội thất bên trong đây rất là mới các bác nhá. Xe zin nguyên, không một lỗi gì cả. Đấy, giá tiền quá rẻ luôn, thiết kế nhìn đẹp mắt. Và đây là khóa khiển của chiếc xe. Đây là màn hình giải trí nguyên bản của hãng Soli các bác nhá. Đấy, màn hình rất là nhạy luôn. Màn hình của xe rất là sắc nét luôn. Đấy các bác nhìn xem. Vâng. Còn đây là vô lăng, các bác nhìn xem này. Vô lăng của xe chưa bị mòn tí nào cả. Đấy, vô lăng của xe này các bác nhìn này, chưa bị mòn luôn. Đấy, xe phải nói là đi rất là ít đúng không ạ? Có tu khen toàn nằm ở giữa các bác nhá. Còn đây là phím điều khiển tích hợp ở trên vô lăng. Đấy, vô lăng củ số của xe thì rất là đẹp rồi. Đấy, hệ thống điều hòa của xe đây. Đấy, đồ nhựa đây, xe trang bị là có hai túi khí an toàn các bác nhá. Và trang bị là có 3 màn hình liền. Một màn hình giải trí cỡ lớn Android nằm ở giữa trung tâm đây và có thêm 2 màn hình gối ở phía sau nữa các bác nhá. Đây có thêm 2 màn hình gối nữa các bác này. Đấy, đồ chơi chiếc xe này anh chủ trước cũng đã được lên một số đồ chơi tương đối là giá trị, tương đối giá trị luôn. Đấy, trần của xe thì nó là trần nỉ các bác nhá. Trần nỉ và được bọc ni lông rồi. Đây các bác xem, nỉ của xe còn rất là mới luôn. Và đây các bác này, đấy, đây nhá, đây một màn hình nữa và đây một màn hình nữa này. Đấy, màn hình trên như thế nào thì màn hình dưới như thế các bác nhá, các bác nhìn xem. Đấy, rất sắc nét luôn, độ giải trí thì nói chung là tương đối là cao rồi. Đấy, có dây để đưa ra quả lo xúc dưới gầm ghế các bác nhá. Lốp của xe thì vẫn còn dày. Tất cả những cái chi tiết sắt, những cái vị trí khóa của xe nó còn rất là sáng và mới như thế này các bác nhá. Đây, rất là sáng và mới như thế này. Đây, các bác nhìn xem. Form dáng đây, đời cao, giá thì lại rẻ đúng không ạ? Không một lỗi lầm gì các bác nhá. Máy số keo chỉ của xe vẫn còn nguyên. Nguyên zin, chưa bị mất và chưa bổ máy bổ số các bác nhá. Các bác nhìn thấy đây là có sinh nhan bó rẽ trên gương, đăng kiểm tháng 8 năm 2023. Và biển con xe này thì em đang tháo ra rồi. Bác nào thích lắp biển bên em sẽ lắp biển cho. Bên nào bác nào mà muốn bên em rút hồ sơ cho thì bên em cũng sẽ rút hồ sơ và sang tên đổi chủ cho các bác nhé. Rất đơn giản và rất là nhanh thôi. Bên em phục vụ các bác mình nhanh nhất có thể các bác nhé. Đèn gầm của xe thì cũng đã được lắp đèn bi. Còn đèn pha đây các bác này. Đèn pha của xe là đèn pha xịn nguyên bản theo xe các bác nhé. Lốp của xe đây, na răng đây. Chiếc này của bên em được mang tên là Chevrolet Cruze, được sản xuất năm 2014, số sàn máy 1.6 các bác nhá. Máy 1.6 thôi. Rất tiết kiệm nhiên liệu, loanh quanh tầm khoảng trên dưới 7 lít trên 100 km đối với cái mẫu xe này của bên em các bác nhá. Đấy, rất đẹp và rất mới luôn. Các bác nếu mà đang quan tâm, đang có nhu cầu mua chiếc xe này về dùng thì cùng xem và cùng cảm nhận rồi alo cho bên em để bên em sẽ bán và để cho các bác với mức tiền ok nhất các bác nhá. Mức tiền tốt nhất. Đấy, đèn đó của xe thì rất là mới thôi, từ đèn sau đến đèn trước rất là mới luôn. Ngay bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để các bác ngắm về mẫu xe Cruze của bên em. Đây là phần mép cánh cửa của chiếc xe các bác nhá. Cánh cửa đây ạ, keo chỉ nó vẫn còn này. Đấy, những con bu lông, những con vít của xe các bác nhìn xem vẫn còn rất là mới và đen xì. Những cái răng của xe các bác nhìn xem này, những cái răng của nó này. Đấy, những cái răng của nó này chưa bị rách các bác nhá. Và những cái vị trí như là nút bấm, nút vặn đây, chỉnh gương, chỉnh kính này, các bác nhìn xem là chưa bị bạc, chưa bị mòn các bác nhá. Nhiều con là bị bạc mòn rồi, con này của em này chưa hề luôn. Và cái da này nhá các bác nhá, các bác nhìn này, cái da của này của nó vẫn còn rất là mới này, rất là đẹp này. Nhiều con rách rồi và may lại da khác rồi. Da này của em vẫn là da zin nhá. Những cái phần đồ nhựa tắp lên cánh cửa của xe các bác nhìn xem, nó rất là tươi và mỡ luôn này. Đấy, cũng sáng bóng đúng không ạ? Đồ nhựa nó rất đẹp luôn. Những con ốc vít của xe các bác nhìn thấy này vẫn còn chấm sơn màu đỏ và là màu vàng. Đấy, 2014 các bác đúng không ạ? Đây nhá, các bác nhìn này, vẫn chấm sơn này. Đấy, sáng đẹp chưa? Cột kèo đinh bấm đinh tán QC của nhà máy nó vẫn còn nguyên zin hết nhá. Cam kết để các bác yên tâm và đảm bảo đấy là
xe bên em bán không có lỗi, cụ thể con xe này là không có lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích về pháp lý của xe nữa, chuẩn chỉ cho mình nhá, các bác yên tâm. Đấy, bộ ghế của xe các bác nhìn xem này, bộ ghế màu đỏ đen. Đấy, đèn của xe là đèn auto tự động các bác nhá, tự động sáng đây. Đây các bác nhá. Đấy. Và đây là đồ nhựa của chiếc xe. Đấy, cửa gió đây. Hệ thống điều hòa nóng lạnh của xe là vẫn còn đầy đủ hết. Đấy, xe được chạy là 11 vạn km các bác nhá. Đấy, 11 vạn km thì là một cái mức khá là ít rồi. Mỗi năm thì các bác biết là một xe ô tô chạy loanh quanh tầm khoảng 2 vạn, 5 năm là 10 vạn. Đấy, con này của em thì 2014 đến bây giờ nó cũng là được 7 năm rồi, 7 năm 10, 11 vạn thì là một cái mức tương đối là vừa phải và ít đúng không ạ? Có phủ táp lô rồi đây các bác nhá. Đấy, có phủ táp lô rồi. Đấy. Âm thanh giải trí xe nghe rất là sướng luôn. Nghe rất là hay luôn. Thân vỏ dòng xe này thì nó rất là cứng, dày dặn, chắc chắn và chạy dòng xe này nó đầm các bác nhá. Hơn 200 triệu mà đi mua Vios thì các bác biết rồi đấy. Thì đời nó sẽ thấp và dáng nó sẽ không đẹp bằng và chạy nó không sướng bằng chiếc xe này đâu các bác nhá. Chạy không sướng bằng đâu. Các bác đã từng đi Vios rồi thì các bác biết. Mỗi người một cái sở thích, mỗi người một cái nhu cầu đúng không ạ? Bác nào mà mình đang thích một chiếc xe đời cao, dáng đẹp, giá tiền thì hợp lý thì các bác mua chiếc xe này các bác nhá. Chốt chiếc xe này. Rất là hợp lý luôn. Lòng trong của xe thì vẫn là sơn zin đây. Đấy, vẫn là sơn zin nhá. Đấy, cánh cửa xe là chưa bị han gì mục mọt gì nhá. Kể cả như là gầm cũng thế, không bị han gì mục mọt gì đâu. Đấy, vâng. À, bộ ghế đẹp, bộ ghế đỏ đen. Vẫn còn rất là mới đây, ghế da xịn các bác nhá. Đây là bắn thôi các bác nhá. Đấy cái keo. Vâng. Rồi đây là cái đây các bác nhìn nhá, cái phần khóa của xe này. Và cái đồ nhựa của xe này các bác nhìn này, phần đen xì này, chưa bị ố bạc nhá. Cột kèo đinh tán, đinh đinh bấm của xe là nguyên zin hết nhá, không mất một đinh nào cả. Bên em đã kiểm tra hết rồi đấy các bạn, các bác yên tâm nhá. Cửa đóng rất là chắc, rất là êm. Cốp sau to rộng để đồ rất là nhiều. Và có cái lipo ở phía sau này rồi, có những mắt cảm biến chống va chạm ở phía sau này rồi các bác nhá. Đấy, tên logo của xe là vẫn còn đẹp hoàn toàn. Đấy, đèn đó của xe còn rất là mới đây. Đấy, đèn đó của xe rất là mới đây. Đấy, các bác nhìn xem nhá, các bác cảm nhận thêm nhá. Đấy ạ. Đấy, đây nữa này các bác này. Đấy, keo chỉ đây. Đây, những cái phần các bác nhìn nhá. Đấy, cái đường keo chỉ của nó này. Cái keo chỉ này là đấy keo chỉ nguyên zin của nhà máy các bác nhá. Đấy, những con vít các bác nhìn này vẫn còn rất là mới luôn. Sơn xi xe sáng bóng. Tắp đi cánh cửa của xe còn rất là mới nữa này. Đấy, rất mới luôn. Các bác xem thêm chỗ nào bảo bên em gửi thêm cho các bác xem nhá. Đấy, gửi chi tiết đầy đủ cho các bác mình xem qua Zalo đi. Đấy, cột kèo nguyên này. Vâng, một dòng xe đến từ thương hiệu của Mỹ, rất là lành bền cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Một dòng xe mà được nhiều người sử dụng, quan tâm, tin dùng đúng không ạ? Dòng xe này thì bên em bán trong gian vừa qua là rất là nhiều rồi. Rất là nhiều luôn. Đây nữa các bác nhá. Đấy, đồ nhựa nó đẹp như này cơ mà. Đấy, da của nó đẹp như này cơ mà. Đây các bác nhá. Đấy, đúng là một con xe chuẩn gia đình có khác đúng không ạ? Vâng đây. Các bác muốn xem thêm những chiếc xe khác bên em hãy đăng ký kênh nhá. Đăng ký kênh YouTube đã. Nhấn theo dõi Facebook nữa. Đấy, và nhấn follow trên kênh TikTok nữa để mỗi khi em đăng một con xe nào lên ấy, các bác mình sẽ nhận được sớm, không bỏ lỡ video các bác nhá. Đây. Túi khí có chữ này là chuẩn là túi khí rồi các bác nhá. Trong đây rất là nhiều đồ, từ trước đây để trong đây rất nhiều đồ, toàn đồ linh tinh. Vâng. Ok nhá, đấy là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Cruise này. Các bác tới địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe nhá. Số điện thoại liên hệ, chốt giá rồi
để tư vấn về chiếc xe như là vấn đề khác, các bác liên hệ cho bên em theo ba số hotline 0938586307 và 0389000555 và 0335838389, ba số hotline, ba số Zalo luôn. Bên em có đổi xe và có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua dụng. Đổi xe cũng vậy và thu mua cũng vậy, tất cả các dòng các bác nhé. Có hỗ trợ ship xe, vận chuyển, giao xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển cho các bác mình cũng là toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, còn bây giờ thì mời các bác xem phần đầu xe này. Đấy, được ốp lốp rồi đúng không ạ? Sơn xi của xe các bác nhìn này, rất là mới luôn. Đấy, đèn đây, đèn thì em đang bật lên nhé các bác nhé. Đang bật đèn. Đấy, lốp là răng này. Thông tin của xe em đã ghi và để trên kia rồi. Thông tin có cả giá cả ở đây rồi các bác nhé. Đấy, nước sơn đẹp. Chạy dòng này cực kỳ phê luôn. Rất là êm đầm chắc chắn. Chạy dòng xe này xong là các bác mình sang chạy chiếc xe Vios nó khác hẳn ngay nhá. Nó khác biệt hoàn toàn luôn các bác nhá. Đấy, cốp của xe này thì ấn mở bằng điện. Ấn đây là mở bằng điện này các bác này. Đấy. Đây cốp đây. Đấy, khoang cốp của xe thì rộng rãi, thoải mái để đồ. Có cam nùi đây nhá, cam nùi đây này các bác này. Vâng, em đóng cửa bên đây lại. Đây, tiện em quay các bác xe này. Bên em đang có rất nhiều xe luôn. Rất nhiều xe, trên trăm xe các loại các bác nhé. Xe bình thường, xe bình dân, rồi những chiếc xe sang, xe cỏ đều có hết tất cả các loại. Đây, form dáng đẹp đúng không ạ? Đời thì cao, giá tiền thì quá rẻ luôn đúng không ạ? Nước sơn của xe đây các bác nhìn này. Nước sơn của xe đẹp chưa? Những cái khe mép, những cái va độc xốc xương trước sau, những khe cửa, những cái đường gân, các bác nhìn xem, nó thẳng tắp đúng không ạ? Đấy, nó thẳng tắp luôn. Em mời các bác xem động cơ khoang máy luôn, gầm bệ luôn các bác nhá. Các bác xem kỹ vào. Vâng, và đây là gầm của xe này. Mục ngoặt hay là móc méo không có trên mẫu xe này đâu nhé. Máy đây. Con xe này máy 1.6 thôi. Nếu mà là số trọng thì máy là 1.8. Còn để số sàn thì máy của nó là 1.6 các bác nhá. Đây. Đây các bác nhìn xem. Cái dây màu xanh xanh kia, cái ống màu xanh xanh kia là người ta có độ bô rồi nhá. Độ bô on up đấy ạ. Bác nào thích đi bô on up thì mình bật lên, còn không mình tắt đi các bác nhá. Đây, đồ chơi chiếc xe này cũng đã được lắp rất là nhiều rồi. Cái cabo đây. Gầm đây. Gầm vốc cho mình xem nhé. Gầm đẹp. Gầm đẹp. Gầm bẩn luôn các bạn. Gầm đẹp luôn. Rồi, vậy là video về chiếc xe Chodec Cruise 2014 số sàn này. Em review quay giới thiệu cho các bác mình xem. Các bác biết rồi. Các bác chỉ việc liên hệ và chốt giá thôi các bác nhá. Chất lượng xe thì các bác yên tâm. Chỉ bàn về giá mà không cần phải bàn về chất lượng đâu. Đấy. Giá bên em sẽ báo cho các bác khi các bác mình alo hoặc là các bác mình nhắn tin. Cũng như là các bác mình đọc ở phần mô tả hoặc là comment các bác nhé. Rồi cái giá mà bên em đưa ra như vậy, bác nào mà muốn vào việc, muốn bớt, muốn chốt thì hai bên thương lượng giá các bác nhé. Có bớt làm sao tốt nhất cho mình, mức tiền hợp lý nhất các bác nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.